Ngày 27 tháng 3, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đã yêu cầu công an phường phối hợp cùng lực lượng chức năng làm rõ một vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận. Theo các nhân chứng, sự việc xảy ra khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 3 trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Thời điểm trên, xe ô tô màu đen đang đi trên đường thì được cho là xảy ra va chạm giao thông với một xe máy. Sau đó, nhiều người từ chiếc ô tô màu trắng và một số xe máy chặn đầu lao vào đánh người phụ nữ trên ô tô màu đen. Người đàn ông đi cùng can ngăn nhưng nhóm người kia không dừng lại. Người phụ nữ bị lột quần áo, tóc bị cắt vương vãi trên đường. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang xác minh vụ việc thông qua biển số xe được người dân quay lại và trích xuất camera để làm rõ.